Cũng trong sáng nay, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân quận Thanh Khê gồm các ông Trương Minh Hải, Nguyễn Lê Mậu Cường, Đoàn Duy Tân đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Hòa Khê nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Hòa Khê kiến nghị thành phố xúc tiến việc mở rộng kiệt hẻm đối với những khu vực đủ điều kiện, nâng mức phụ cấp đối với tổ trưởng và tổ phó dân phố. Cử tri khu dân cư 372 phản ánh cơ sở sản xuất mũ bảo hiểm và gara ô tô Xuân Hồng gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân và kiến nghị thành phố, quận có biện pháp giải quyết dứt điểm. Cử tri khu vực 4 kiến nghị thành phố đầu tư kinh phí xây dựng đường giao thông nối từ đường Nguyễn Biểu ra đường Hà Huy Tập. Những kiến nghị của cử tri được các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp thu và trình tại kỳ họp sắp đến.